Chào mừng quý vị đến với kênh Tubi của đồ gỗ Tùng Táo nha. Và thì trân trọng giới thiệu quý vị là bây giờ 7 giờ tối ngày mùng 14 tháng 10 năm 2019 và tôi đang thi công lắp đặt cho nhà anh Trường Giang ở tổ phố bao nhiêu nhỉ? 21 khu 3. Vâng, tổ phố 21 khu 3, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì và một bộ giường tổ phòng ngủ đây. Chiếc tủ là bao gồm 4 cánh và chiếc giường kích thước là 1m82 bằng chất liệu gỗ dê gừng. Và trên hình ảnh quý vị nhìn đây là anh Trường Giang này, chủ nhà ở đây. Và chào anh đã, bà con ạ. Và anh đã lên tận cơ sở đồ gỗ Tùng Táo, anh đặt bộ giường tủ phòng ngủ hôm nay chúng tôi hoàn thiện là xuống bàn giao cho anh. Và ai có nhu cầu sở hữu bộ giường tủ như của anh Trường Giang ở thành phố Việt Trì này thì sẽ xin liên hệ với cơ sở đồ gỗ Tùng Táo nha. Và cơ sở tôi nằm tại xã An Cũ, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Và đây trên hình ảnh quý vị đây là bộ sản phẩm tôi vừa lắp đặt xong nhà anh Trường Giang này, rất là đẹp và chất liệu gỗ dê gừng. Và xin cảm ơn vợ chồng anh Giang nhé, và đã có lòng thiện chí đến tại cơ sở đồ gỗ tôi để đặt đồ nha. Và anh thế bộ sản phẩm nào có hài lòng không anh? Tôi rất là hài lòng. Lần này lần thứ hai đã đặt hàng tại cơ sở đồ gỗ Tùng Táo. Phong cách của ông bà chủ rất là dễ gần, dễ mến và hàng là chất lượng rất tốt. Và mong rằng là hợp tác với cơ sở Tùng Táo được nhiều lần tiếp theo. Xin cảm ơn anh chị. Và thế chân thành cảm ơn anh Trường Giang nhé. Và anh đã có thiện chí đến tại cơ sở đồ gỗ Tùng Táo tôi để đặt đồ. Còn thì xin chúc anh sức khỏe nhé. Cảm ơn anh chị. Vâng.